Rồi, chào các bạn, hôm nay mình lại thay lưỡi con này. Này mình gãy lưỡi này. Đó. Người dùng người ta ấn mạnh quá nó gãy. Thì hiện tại là đây là cái lưỡi mới tinh nhá. Này, tháo này thì lại quấn cái này vào đây. Quấn cái này vào đây. Rút mạnh. Đó. Lưỡi gãy này. Để lấy cái lưỡi cũ ra thì mình phải bóc vào cái lớp keo rồi đi. Keo cố định để bảo vệ cái mối hàn giữa cái giữa một sợi dây chì từ đây xuống đây. Đó. Đây nha, mình tháo ra mình xem. Đây này. Này được, nó được nối bằng hai cái mẩu dây đồng này. Mà khi mình tháo rồi thì mình chỉ cần lại để cái chốt này ra cái là được. Gãy này. Đây là cái lưỡi gà mới. Thì trước tiên mình sẽ bôi một ít thiếc mỏng lên cái lưỡi gà này. Mỏng vào nha các bạn nhé. Một cái lớp men nó rất là mỏng ở đây này, mình mà dúi lâu là nó sẽ lớp men này nó bong ra là cái lưỡi gà này là sẽ hỏng luôn, nó coi như là bỏ luôn. Thì trong lúc hàn giả lại vị trí cũ thì mình nên hàn là cái vị trí trên này trước, là hàn hai cái trên này trước xong mới đính hai cái dưới sau. Hai dưới chỉ đính nhẹ thôi là nó sẽ xì dính nha. Đây mình sẽ hàn giả hai cái trên này trước. Nha, khi mình đính vào cái này trước thì bắt đầu mình mới lái cái này cho nó cụp xuống.
gần chạm. Gần chạm và rồi bắt đầu mình đổ thiếc xuống dưới này để cho nó dính là xong. Hạn chế tối đa là ra nhiệt cho cái mối này, cái mối hàn ở dưới lưỡi đốt này. Ok, vậy là mình đã hàn xong. Giờ mình thử đốt này. Thử xem à, vẫn đủ điện. Tốt này. Rồi. Giờ thì đó. Nó chạy. Thì bây giờ nó vào thôi. Giờ mình nhấn nút bấm vào này. Đó, như vậy là xong. Ok, hạn chế khi đang đốt này các bạn không được giữ nút này để tắt ngang nhé. Nhiều lần như thế này là nó sẽ chết luôn cái mạch ở trong này. Những lúc như này thì mình nếu mình đang hút mình không hút nữa mình sẽ tút nó ra. Và mẹ mình sẽ cho luôn nó vào tẩu này. Đó, để sạc. Rồi đang sạc. Như vậy là xong. Rồi ok, xin cảm ơn.